Xin chào tất cả anh chị em. Ngày hôm nay mình sẽ mở hộp trải nghiệm nhanh chiếc Xiaomi Mi 6, một flagship giá rẻ đến từ thương hiệu Xiaomi. Đây là dòng sản phẩm rất đáng quan tâm đối với những người nào mà có mức thu nhập ở mức khá và đang cần một cái mẫu flagship cao cấp nhưng mà cái giá hợp lý, thì Xiaomi Mi 6 là một cái flagship sáng giá trong cái phân khúc cao cấp này. Đầu tiên mình sẽ xem nhanh qua cái bên ngoài hộp nó như thế nào nhé. Đây là Xiaomi Mi 6, thông tin nhanh về hộp sản phẩm và một cái logo Mi 6, Xiaomi quen thuộc, và RAM 6GB và bộ nhớ 164GB. Để tránh thời gian các bạn mình đã mở hộp nhanh sản phẩm này, bên đây sẽ có là một cái cáp USB, USB Type-C và một cái thiết bị chuyển đổi giữa cái cổng USB Type-C qua cái jack 3.5mm, bởi vì các bạn biết là Mi 6 nó sẽ loại bỏ cổng kết nối âm thanh 3.5mm, nó giống như là cái chiếc HTC U11 vậy đó. Tuy nhiên còn cái thiết bị này, cái dây này nó có đắt và cao cấp chip âm thanh hay rời hay không thì mình chưa nắm rõ, và mình sẽ cập nhật nếu mà có thông tin về nó trong bài viết nhé. Mình sẽ cập nhật nó trong bài viết. Và ngoài cái đó ra thì chúng ta có cái thiết bị một cái ác củ sạc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh quick charge 3.0 của Qualcomm, nó cũng giống như cái thiết bị sạc của HTC U11, bởi vì nó cũng sử dụng chung chip là Snapdragon 835, cho nên hầu như là những cái còn lại nó gần như là tương đương nhau từ cái công nghệ sạc nhanh, và một điều khá thú vị là cũng loại bỏ jack cắm 3.5mm luôn, khá là giống nhau. Và đi kèm bên đó là sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhanh và một cái que chọc sim và một cái ốp lưng này rất là đáng giá khi mà chúng ta sử dụng chiếc Mi 6. Cái này đã được tặng kèm, cho nó mình khuyến khích là gần như là 99.99999% là các bạn cần phải sử dụng nó vào cái chiếc Mi 6. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt lưng Mi 6 này nó rất là trơn, nó đẹp, được cái đó. Màu đen, mình không biết màu trắng hay màu gì nó như thế nào, nhưng mà màu đen này ít bám bẩn dấu vân tay lắm. Và bù lại thì nó có cái nhược điểm là rất là dễ trơn. Các bạn biết nhà mình nó ồn, xe tải nó chạy qua, nhưng khi mặt phẳng này thì không nói, nhưng mà khi mà để lên một cái mặt kiến á, nó hơi nghiêng thì xe tải kẹp nó rung đất thì nó sẽ trượt. Khi mà nó rơi thì các bạn biết điều gì đã xảy ra đúng không? Mặc dù nó rất là bền, nhưng mà hiện tượng mà chạy xước là điều khó tránh khỏi. Do đó là mình sẽ sử dụng khi mà review các bạn thì mình gỡ ra, còn ngoài ra mình sử dụng hàng ngày mình vẫn phải bỏ ốp lưng vào để tránh những cái rủi ro và đáng tiếc xảy ra. Khi nói về thiết kế thì mình dùng từ là đáng khen cho cái thiết bị này, nó có một cái thiết kế hài hòa đẹp, nó không có quá sang trọng kiểu mà cao cấp như là chiếc S8 màn hình công tràng vô cực. Bù lại máy nó có một cái thiết kế hài hòa giữa cái viền trên màn hình trên và viền màn hình dưới. Trái phải cạnh viền nó vừa phải, nó không quá mỏng cũng không quá dày, thì nó ở mức trung bình khá, nhưng mà bù lại cho chúng ta một cái cảm giác nó an tâm hơn khi mà vô tình chạm vô một cái cạnh bàn, hay là vô tình chúng ta sử dụng nó va vào đâu đó thì nó sẽ đỡ bị bể màn hình hơn. Và cái viền trên viền dưới thì nó cũng không quá mỏng, nó ở mức khá mỏng, đặc biệt là phía dưới này, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó cân đối hài hòa, thì nó đẹp, rất là đẹp mắt. Và cái cảm biến vân tay một chạm ở đây thì nó rất là nhạy. Tuy nhiên nếu mà nói về nhạy nhất á, thì cũng không thể nào qua được cái chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro của mình. Ở đây mà dùng ốp lưng hơi xấu nhé, nó có cảm biến màu tròn, nó sẽ nhạy hơn nữa. Ở đây làm hình cái hình này thì nó giống như hình oval, thì nó cái độ nhạy nó sẽ giảm đi 0.00 mấy á, tùy tay các bạn. Ví dụ mình sẽ khóa màn hình lại đi, mình đặt lên đồng ý là nó mở rất là nhanh, nhưng mà mình cảm giác là nó vẫn còn thua một chút xíu so với những cái dòng sản phẩm sử dụng cảm biến vân tay tròn. Để chúng ta sử dụng 360 độ thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Và một cái điểm mà mình rất là thích là cái dòng sản phẩm này, khi mà chúng ta sử dụng cái các bạn có thể ý thấy là cái dãy phím nửa hướng hai bên nó khác nhau không? Hai bên khác nhau thế này thì ban đầu mình thấy nó hơi lạ, không hiểu ý đồ, nhưng mà khi chúng ta sử dụng sẽ thấy rõ là cái này dấu chấm bên này cũng là một cái dấu chấm giống nhau, nó không phải là cái dấu mũi tên ở phía bên trái hay là cái phím ba gạch ngang menu. Thì cái điện thoại Mi 6 này nó sẽ cho chúng ta tùy chọn là đặt cái phím đa nhiệm, phím menu qua bên phải hoặc bên trái, thì tùy vào các bạn. Ví dụ mình đang sử dụng cái chiếc Mi 6 cái chiếc Xiaomi
Note 3, Xiaomi Redmi Note 3 Pro này chúng ta nâng cấp lên Mi 6 thì chúng ta cứ để mặc định cái giải phím điều hướng. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng một điện thoại HTC 10 hay là dòng Sony thì chúng ta có thể đổi qua phím trở về qua bên trái để thuận tiện chúng ta thao tác hơn, đỡ phải ghi nhớ lại từ đầu. Các bạn biết là phía bên Samsung với lại Xiaomi nó cùng một cái hướng giải phím điều hướng giống nhau, còn phía bên HTC với Sony thì nó lại cũng giống nhau. Nói chung là hai bên nó ngược lại với nhau, cho nên khi mà chúng ta sử dụng sẽ có một cái sự gọi là hơi bỡ ngỡ ban đầu chưa quen. Thì Xiaomi nó sẽ làm cho chúng ta thoải mái tùy chọn, muốn sử dụng bên nào cũng được. Đó là một cái điểm cộng mà mình rất là đáng khen cho cái dòng sản phẩm này. Nói về một điểm trừ trong cái phần thiết kế này thì chắc chắn phải có một điểm trừ, và cái điều này mình hơi bị khó để mà diễn tả cho các bạn biết. Bởi vì theo cái quan điểm góc nhìn của người dùng phổ thông, những người trải nghiệm như mình, mình không nói theo cái kiểu mà góc nhìn của chuyên gia công nghệ mà cho nó góc nhìn phổ thông, thì khi mình đánh giá ở phân khúc 10 triệu đồng thì cái cạnh cái mặt lưng này là tiếp giáp với lại cái cạnh đáy thì nó có một cái độ hở nhỏ nhỏ, khi mà chúng ta bóp mạnh chúng ta sẽ thấy. Nếu mà lấy yếu tố flagship ra để mà nói thì mình sẽ cho cái điểm hoàn thiện của dòng sản phẩm này là 8/10, nhưng mà nếu mà lấy cái giá tiền 10 triệu ra để mà nói về dòng sản phẩm này thì mình thấy nó cũng gọi là chỉ là một chút nhược điểm thôi, coi như là chỉ là hoàn thiện là 9.5/10. Và mình không, và cái này là mình nói theo cái máy mình cầm, mình chưa biết là những cái máy Xiaomi Mi 6 còn lại nó có bị tình trạng như vậy không. Thì đối với cái dòng sản phẩm của mình cầm trên tay có sao thì mình nói vậy. Đó là một cái có sự công bằng khi mà đánh giá, khi mà review cái dòng sản phẩm này. Và một cái yếu tố nữa là mình muốn nói là cái màn hình 5.15 inch là gần 5.2 này với cái độ phân giải Full HD. Nhiều bạn sẽ nói là khi mà đánh giá ở phân khúc flagship thì thường là độ phân giải phải 2K giống như chiếc HTC 10 mà mình đang sử dụng là chiếc HTC 10. Tuy nhiên khi mà bản thân mình là một người dùng HTC 10, khi mà trải nghiệm Mi 6 thì mình không nhận ra là cái sự gọi là cái điểm ảnh nó bị giảm đi, mà bởi vì mắt mình hình như cũng vẫn đủ 10/10 thì vẫn không nhận ra. Mình nghĩ trừ khi đặt hai cái dòng sản phẩm sát nhau và mở một cái hình cụ thể, ví dụ như mình mở cái hình con bướm này đi, phóng to lên dí hai cái vào sát mắt, có nghĩa là để đặt gần thật gần mắt và nhìn thật kỹ thì máy ra mới nhận thấy cái sự khác biệt. Còn ngoài ra khi mà sử dụng phổ thông như thế này, mở này mở kia bình thường hầu như là không thể nào nhận ra. Do đó ở cái độ phân giải Full HD trên kích thước màn hình như thế này, đối với mình 2K hay Full HD nó đều như nhau, chỉ là khuyến khích 2K để cho hài lòng tất cả những người dùng công nghệ, bởi vì những cái mẫu flagship đến từ những thương hiệu khác đều đã dùng 2K. Cái đó mình gọi là mình đánh đổi cái sự an tâm trong lòng tin thôi. Ngoài ra thì mình nghĩ là Full HD 2K thì cũng như nhau, nhưng mà bù lại Full HD sẽ giúp chúng ta tiết kiệm pin hơn và đỡ gánh nặng cho phần chip đồ họa. Nói chung còn nhiều yếu tố lắm, mình nói theo góc nhìn quan điểm của người dùng phổ thông. Về phần cứng thì mình nghĩ rằng chiếc HTC U11 trong lần review gần đây của mình nó đã trong cái hiệu năng rất là tốt rồi, thì chiếc Xiaomi Mi 6 này cũng nói chung là cũng đạt được những cái hiệu năng tương tự, không có gì gọi là bỡ ngỡ hay là thắc mắc là tại sao nó được tương tự, bởi vì máy trang bị RAM cũng 6GB và vi xử lý Snapdragon 835. Chỉ có một điều là bộ nhớ trong cái dòng sản phẩm này nó chỉ có 64GB thì nó hơi thấp so với lại 128GB đối với chiếc HTC U11 khi bán ở thị trường Việt Nam. Bù lại thì chúng ta chỉ có bỏ ra khoảng 10 triệu đồng để sở hữu dòng sản phẩm này thôi, do đó chúng ta không thể nào hỏi cao hơn được mà chúng ta phải chấp nhận điều đó. Và nếu các bạn muốn sở hữu cái bộ nhớ trong lớn hơn thì chúng ta có thể tìm một cái phiên bản khác của chiếc Mi 6, và mình không rõ là các bạn ở thị trường Việt Nam hay không, chỉ biết là ở thị trường Việt Nam chúng ta đang phân phối là phiên bản RAM 6GB bộ nhớ trong 64GB. Và bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về sản trải nghiệm nhanh về dòng sản phẩm này. Mặc dù đây chỉ là clip mở hộp trải nghiệm nhanh Xiaomi Mi 6, nhưng mà cũng muốn thông qua clip này là mình chơi game thêm một tí để cho các bạn thấy được cái độ mượt, mình gọi như thế nào ta, cái gì mà nói chung là độ mượt và những cái giao diện đồ họa, những cái hiệu ứng này nọ mà nhà lập trình đã bỏ vào cái game này. Và mình biết một điều, mình hiểu rằng khi mà chơi một những cái tựa game nặng như thế này thì hầu như là những nhà sản xuất cũng đã bỏ rất là nhiều hiệu ứng đẹp mắt vào đây,
Tuy nhiên những cái hiệu ứng này nó chỉ có thể hiện rõ trên những cái dòng máy cao cấp. Những cái dòng máy mà tầm trung thì thường là chúng ta sẽ khó nhận ra điều này, bởi vì nó đòi hỏi một cái đồ họa rất là cao. Như chúng ta mua cái máy vi tính có card đồ họa rời, cấu hình cao, thì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng chơi game rất là tốt. Và cái trò này khi mà chúng ta thiết lập mức đồ họa cao nhất thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm về cái giao diện 3D, màn hình nhìn rất là đẹp mắt. Ví dụ hiệu ứng ánh sáng là ngược sáng, và ha, các bạn có thể thấy ánh nắng mặt trời chiếu và bầu trời rất là trong xanh đó. Những cái khi mà mình va chạm vào đất thì nó sẽ tóe ra những cái cát bụi rất là đẹp. Và cái đó, các bạn có thể thấy là khói xe hiển thị rất là đẹp mắt, và những cái va chạm nó sẽ để là những cái vết xước trên xe. Bây giờ phải nói là rất là mượt. Rồi mình mở một cái khác nhé. Đánh giá chung lại thì mình hài lòng với cái chiếc Mi 6 này. Đây, mở có vẻ như nó bị không tương thích với cái ứng dụng CVUS này. Một cái này. Cái này mình sẽ kiểm tra sau nhé. Có vẻ như là đây rồi. Đây là thông tin nhanh về cấu hình của máy. Có vẻ như là nó chưa tương thích với cái ứng dụng CVUS này. Mà có vẻ nó hình nhá. Đây là CVUS không phản hồi. Đó, có sao thì phản ứng ấy vậy. Mình không hề mà bỏ qua hay là che giấu một cái gì về sản phẩm hết. Chỉ là nó không có được tương thích. Bây giờ mình mở lại như thế nào. Mình định là cài ứng dụng AnTuTu Benchmark để mà kiểm tra về phần cứng. Tuy nhiên mình thấy phần mềm CVUS này thì nó hiển thị nhanh hơn. Chỉ là mình xem là thông tin thôi, không cần phải. Và pin 3350 mAh, thì khi mà mình sử dụng thực tế thì dư sức đáp ứng hơn một ngày. Bởi vì sao? Bởi vì cái màn hình nó chỉ có 5:2 mà độ phân giải chỉ Full HD. Trong khi đó là cái chip Snapdragon 835 nó sản xuất theo quy trình là công nghệ là 10 nanomet, cho nên tiết kiệm pin hoạt động mát, cho nên thời lượng pin nó cũng kéo dài hơn. Clip cũng đã khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.